Hôm nay mình đi ở đi mua trái cây nha. Xin mời cả nhà cùng đi shopping với hai mẹ con của mình. Let's go. Strawberry ngon quá, 2 đồng 49. Mua mấy cái luôn. Blueberry, một hộp này thì 2 đồng 69. Raspberry 2 đồng 49. Blackberry 1 đồng 89. Rau broccoli, không phải cái này là một cái trắng, cauliflower 2 đồng 89. Cam 1 đồng là 1 pound á, cái này là 4 pound 3 đồng 99. Còn cải xanh á thì 1 đồng 99 1 pound. Bơ 59 cent một trái. Đây nè, 59 cent trái vậy đó cả nhà, cũng rẻ đó. Chanh này 2 đồng 99 ha, 2 pound. Chanh vàng, chanh trắng xanh 29 1 pound. Ôi da, ôi da, cái giá sao mà rẻ vậy. Raspberry, blueberry sao rẻ quá vậy cả nhà. Nè, một cái blueberry hay raspberry đi ha. Bông hồng thì 8 đồng 49 cái. Raspberry một cái về tầm cho vui hả. Ủa, cái nào nó có lên cây á. Blueberry. Cho vui ha. Cũng có bán hoa đó cả nhà, cũng nhiều màu lắm. Một chậu này 12 đồng 99. Màu trắng, màu vàng, màu tím. Trái xoài là 79 cent. Trái xoài là 79 cent. Ngon á. Để cái cân cứng một cái. Hai bụng. Có 3 trái gì làm gỏi ăn đó cả nhà. Thích gỏi này nè. Cái nào cứng với mềm thì không được. Khóm 1 đồng 89. Chàng ơi, anh ơi, anh chỉ rửa cũng lấy ăn luôn. Ôi trời ơi. Ngọt không con? Ngọt hả? Không rửa cứ tháo ra mà ăn đây nè. Ôi cha ơi. Con trai là con trai. Nha mí quýt 3 đồng 59, cứ 48 cent pound. Còn watermelon một trái dưa hấu là 5 đồng 99. Bánh mì baguette French 1 đồng 79 cái. 1 đồng 79. Okay. Bánh mì gói này là 1 đồng 85. Đây là này đăng xe nè, xe máy chọc xe 3 đồng 59. Nước ăn bốn loại waffle này 2 đồng 39 cent.
Ngày đang xe máy chọc sen. Xe là đồng, xe máy chọc sen cả nhà hả? Gọi gọi anh đây, 2 đồng 99, cái này rẻ này. Quay đặt cookie 2 đồng 65. Cracker 2 đồng 39. Mommy. Sao con? Cheese này là 2 đồng 39. Còn loại này bác là 3 đồng 49. Goldfish 3 đồng 87. Một bịch này là một ao 11 ounce, chứ chưa được một ao. Một ao là 16 ounce. Sữa một cái hát ca long này là 1 đồng 92. Lợn này 1 đồng 92. Ơi ăn được hoàng làm rớt con ạ. Ô cái này là 7 đồng 99. Ốp 2 đồng. Đủ loại hết nè. Loại này là 4 đồng 99. Hả? Đủ loại đủ kiểu đủ size đủ cỡ. Lá rồi cá silicon luôn. Cái bo này là 4 đồng 49. Ly hả? Ôi trời ơi. Còn cái Swiss bù này là 10 đồng. Không đủ rồi con. Chú Thỏ ăn được không? 8 đồng 99. Còn truyện con. Cái này là ốp. Còn ốp nữa giá còn 2 đồng 99. Cái này cũng vậy. Còn cái này là 10 đồng á cả nhà. Đẹp hả? Đẹp hả? Mắt u cho nó nặng bằng đá nữa không cả. Cái gì ceramic thế sao? Nặng quá. Có một cái set nè. Đẹp lắm. Bịch này nè, 4 đồng 99 để đựng rau đồ nó bị hư. Cái loại này là 14 đồng 99. Oversize 19 đồng 99. Cái dưới này mới là 14 đồng 99. Cái ga lông này còn 8 đồng 99 nha. Bự không? Đựng nước. Còn đồ bơi, đồ bơi của Nít là còn 13 đồng. Cái nồi này là 23 đồng rồi cả nhà. 12 quart. Chắc nồi á. Chắc lắm. Cái đế này này cả nhà, 6 đồng 99. Xứng lắm. Mua online đó cả nhà. Có một đống luôn kìa. Đợi đi khi nào sale mua luôn. Cái này thêm cái này là 4 đồng 99, rẻ không cả nhà. 8 đồng đó, ốp còn 4 đồng 99. Ủa cái này là cái 5 đồng 99 chứ. Houston mà. Đây này, cái gì cái này cũng vậy. Đắt cũng 3 đồng mấy à. Ok, tất cả cả nhà đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống Hoa Mỹ. Xin chúc cả nhà luôn sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Bye bye. Con bye bye đi con. Bye.